Chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình muốn nói về một vấn đề. Đấy là sau khi Fed giảm lãi suất 0.5% thì thị trường chứng khoán của Mỹ sẽ như thế nào? Hôm nay mình chỉ nói về thị trường chứng khoán thôi. Vì sao? Bởi vì mình nhận thấy là có một cái dấu hiệu, nó không đến từ những cái dấu hiệu mà chúng ta hay nói như là phân tích kỹ thuật thông thường, mà là nó đến từ một cái thị trường khác. Đấy chính là thị trường năng lượng. Hẳn các bạn cũng thấy rằng là giá dầu đang có dấu hiệu tăng trở lại. Về mặt kỹ thuật thì mình nói khá nhiều trong các clip mà mình phân tích trước đó, ngay cả trên lớp học tài chính giao dịch của XM. Mình thấy có hai cái mô hình nến đã hình thành. Đấy chính là mô hình Bearish Harimi, rồi mô hình đấy đã bị phá. Tiếp đến là bên cạnh đó nó xuất hiện thêm một cái mô hình, đó là mô hình sao mai, tức là mô hình evening, mô hình là morning star. Thì hai mô hình đấy đều là hai mô hình báo hiệu cho chúng ta một cái đà tăng sắp tới của giá dầu. Thì chúng ta biết là trong giai đoạn vừa rồi, một số dữ liệu thống kê thì cho thấy rằng nhu cầu dầu quay trở lại, và điều này có thể nó sẽ tác động lên nền kinh tế Mỹ. Khi nhu cầu dầu quay trở lại cũng cho thấy là hàng hóa lưu thông có thể tốt hơn, nhu cầu nhiều hơn. Và trong nền kinh tế Mỹ thì chúng ta cũng thấy là một số cái dữ liệu về, như hôm vừa rồi là doanh số bán lẻ tốt lên, đúng không ạ? Và một số dữ liệu về PPI sản xuất cũng đều tốt lên, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang có dấu hiệu quay trở lại. Thậm chí một số người còn lo ngại là lạm phát sẽ quay lại, mặc dù lạm phát tổng đã về mức 2,5%. Điều này nó phản ánh một điều rằng nền kinh tế Mỹ hiện tại bây giờ không còn cái tâm lý lo ngại về suy thoái. Tâm lý lo ngại suy thoái không còn, nó sẽ tiếp tục kích thích là thị trường chứng khoán tăng trưởng. Một kỳ vọng mới của thị trường đối với chứng khoán thì mình thấy rằng rất có khả năng chứng khoán Mỹ, đặc biệt là S&P 500 và US 30, sẽ tiếp tục tạo đỉnh mới. Tất nhiên trong đó có cả US 100, ngoại trừ xảy ra những cái trường hợp mà bất khả kháng, ví dụ như là tình hình chiến sự hay trường hợp nào đó khác. Còn nếu như thế này, với điều kiện các chỉ số kinh tế vẫn như thế này, tuần sau chúng ta còn có GDP nữa. Và GDP, chúng ta đã nhớ là GDP công bố lần đầu tiên và công bố lần thứ hai của quý 2 đã tăng lên 3%. Như thế, rất có khả năng cái kỳ vọng về một nền kinh tế tốt sẽ tiếp tục, và chứng khoán vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng. GDP sẽ đến là ngày 26 tháng 9 sẽ được công bố, đúng không ạ? Thì từ đây đến lúc đó, một cái con sóng tăng của chứng khoán khả năng vẫn còn, những nhu cầu mua chứng khoán vẫn hợp lý hơn rất nhiều. Yếu tố thứ hai đấy chính là sự phản ánh vào giá. Cái kỳ vọng của thị trường là Fed đã giảm 0.5%, thì có vẻ như là từ hôm đến giờ khi mà Fed công bố thì chúng ta thấy là chỉ số USD Index tạo đáy, sau đó rút chân quay trở lại. Và hiện tại cho đến thời điểm này khi mà mình đang làm cái clip này thì mình nhận thấy rằng là USD Index vẫn đang có dấu hiệu là chững cái đà giảm và vẫn còn tăng lên. Đó, vậy thì cái điều này là tại sao? Có lẽ mình chỉ lý giải được là kỳ vọng của thị trường vào việc Fed giảm 0.5% lãi suất đã được phản ánh hết vào giá. Trước đó chúng ta nghe nói rất nhiều về kỳ vọng vào 0.25%, đúng không? Rồi kỳ vọng 0.5% và hai mức này ngang nhau, nhưng phản ánh giá sau khi mà Fed đưa ra quyết định, trong từ hôm đưa ra quyết định cho đến ngày hôm nay, thì mình thấy rằng đây là trường hợp mà kỳ vọng của thị trường 0.5% Fed giảm đã phản ánh hết vào chỉ số DI rồi. Như vậy chỉ số DI sẽ tiếp tục là suy giảm, thì chỉ có một cái kỳ vọng nữa là Fed đã công bố là trong năm nay họ sẽ giảm 0.5% nữa. Thế thì việc giảm 0.5% nữa có thể sẽ hình thành cái xu hướng giảm của DI, nhưng từ đây cho đến cái khoảng thời gian công bố GDP, thậm chí là đến tháng 10 trước khi non farm, sẽ rất có thể là sẽ có một cái đà tăng quay trở lại của USD. Mình gọi đà tăng này là đà tăng điều chỉnh, tăng điều chỉnh trong con sóng giảm. Và rất có thể là DXY sẽ tiếp tục xuất hiện những cái mô hình
cho thấy là tín hiệu đảo chiều của đảo chiều tăng của đế y. Thì nhìn vào đây ấy, những bạn nào đang trading thì có lẽ là các bạn nên cẩn thận một chút đối với lại cái đà giảm của đô, nhưng chứng khoán thì dường như là cái xu hướng tăng vẫn sẽ tiếp tục cái kỳ vọng này. Tất nhiên đây không phải là tất cả những cái dữ liệu cơ sở mà mình nhìn nhận, có rất nhiều cái dữ liệu khác, nhưng trong clip này mình chỉ muốn nói đến là việc chúng ta quan sát thị trường hàng hóa, đặc biệt đây là thị trường năng lượng, là dầu, chúng ta cũng có thể đánh giá quay trở lại sức khỏe nền kinh tế Mỹ đang thực sự như thế nào, tức là đi sâu hơn vào trong lòng nền kinh tế để đánh giá xem là sức khỏe thực sự là như thế nào. Việc nhu cầu dầu xuất hiện tăng quay trở lại, cộng với đó là gì? Cộng với đó là các tín hiệu về doanh số bán lẻ, các tín hiệu về chi tiêu tăng lên, cho thấy một nền kinh tế vẫn đang chống chọi tốt và một nhịp tăng trưởng vẫn sẽ còn đối với chứng khoán. Ý của mình muốn truyền tải trong thông điệp của clip này chỉ là vậy thôi. Hy vọng rằng các bạn có thêm dữ liệu để các bạn quan sát và đánh giá. Còn phân tích kỹ hơn nữa thì mình sẽ làm ở các clip tiếp theo. Và ngày nào mình sẽ cố gắng là có một cái phiên live vào 3 giờ chiều và một phiên vào buổi tối cùng lớp học tài chính giao dịch của các em. Các bạn có thể update hàng ngày cùng mình nha. Hy vọng là nhận được sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.